Như vậy con chiến thắng là con 279. Alo. VV1 đây. Những nhóm chó thi female. Vừa rồi. Đúng rồi. À, vui lòng lại khu vực kiểm tra cơ bản, nhận giấy chứng nhận được ký của trọng tài. Bổ sung thêm những con chó tham gia cuộc thi show FCA hôm qua, vui lòng lại liên hệ với ban tổ chức để nhận giấy chứng nhận. Xin nhắc lại lần hai, những con chó thi hôm qua thi tham dự show FCA, vui lòng vui lại ban tổ chức để nhận giấy chứng nhận. Sao cái này nữa không phải hả anh? Cái này chuẩn chứ hả? 9-12 tháng về một cái rồi. Nhóm chó được 12-18 tháng, có 3 con chó dự tham gia. Số hóa danh 82, số hóa danh 265, số hóa danh 266. Hết. Nhìn vào máy ban tổ chức máy ảnh chụp nó mới xịn. Chó đực hạng thi 12 đến 18 tháng, có 3 thí sinh tham gia. Có 5 thí sinh đăng ký thì 2 thí sinh Hàn Quốc bỏ thi. 3 thí sinh tham gia số báo danh 82, sát cha, chủ nuôi là Phạm Đình Hùng, Hải Dương. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 2018. Không có ngày sinh ở đây. Sinh ngày 24 tháng 12 năm 2018. Số báo danh 265. Ma Vom Quang Hùng. Sinh ngày 4 tháng 1 năm 2019. Chủ nuôi là Nguyễn Quang Hùng, Hà Nội. Và thí sinh thứ 3, số báo danh 266, Abad Vom Văn Khánh. Lúc nãy là anh để đây xong lại chuyển lên đây. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 2018. Chủ nuôi là Nguyễn Viết Cường, Hà Nội. Số 82, sát cha, chủ nuôi anh Đình Hùng, Hải Dương. Ở lứa tuổi 12 đến 18 tháng thì giám khảo bắt đầu phải dùng đến thước đo để đo chiều cao của các chú chó. Bây giờ dò cản sang đá tới đó lưu hoài. Con 2,6 là bao nhiêu anh?
Sát Cha sinh ngày 24 tháng 12 năm 2018. Con này là 13 tháng. Hello, trotting round, trotting, trotting. Chạy đi. Sát Cha, chạy đi. Nhanh lên được rồi. Lần sau chúng ta phải uống ít rượu thôi. Thôi nha, phần này không thông. Thí sinh tiếp theo số báo danh 265. Mars Vom Quang Hùng, chủ nuôi là anh Nguyễn Quang Hùng, Hà Nội. Giám khảo đo chiều cao và đo chiều sâu của ngực. Mars Vom Quang Hùng thì sinh ngày 4 tháng 1 năm 2019. Tròn đến hôm nay là tròn 12 tháng. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2020. Vừa tròn 12 tháng, sang tháng thứ 13. Trong lớp có ai đâu.